Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em tiếp tục giới thiệu một mẫu Yamaha, một trong những dòng nghe nhạc rất là hay trên cái dòng âm ly Yamaha AX8 này. Dòng thiết kế với mặt nhôm màu vàng chanh, nắp cốp của nó đây, hình thức mặt tiền còn rất đẹp và đi kèm đấy là một cái điều khiển chỉnh cũng còn khá nhiều các chức năng như là chọn kênh này, to nhỏ ngắt tiếng hẹn giờ này, tắt chế độ nghe nhạc để chế độ effect này, chế độ nghe nhạc tít te xe đeo đeo trên âm ly Yamaha này. Dòng này thì nó vẫn đánh hai cầu loa B và A cộng B và chỉnh bass check bằng cơ ở trên máy, và đặc biệt thêm đấy sẽ có một cái chế độ tăng sub bass gọi là bass extension trên cái dòng Yamaha AX8 này. Bình thường ấy, trên những cái dòng âm ly Yamaha ấy, nếu mà chỉ có bass check không nghe nó đã hay rồi, sau giờ nó tăng thêm một cái chế độ tăng bass extension để nó cho cái tiếng bass cực kỳ sâu. Đấy, những nhà nào, nhà các bác nào mà có cái cặp loa mà đánh khó ra bass ấy, thì đây là một cái âm ly dòng AX8 sẽ đánh ra tiếng bass cực kỳ hay trên các cái dòng loa khó tính của các bác. Đấy. Và cái âm ly này cũng thuộc cái top gọi là nặng ký, nó nặng đến 15 kg các bạn. Đấy. 15 cân cho cái âm ly Yamaha. Đấy. Với cái dòng AX8 100V và 230W. Đấy. Và đây thì có cái số CD đây. Và cái hàng này thì cũng em đặt về thì đây 228 80UV UV kép. Các bác để ý thì em sẽ không ít khi em đăng lại lắm, tại vì cái mẫu như thế này thì bán thì rất dễ bán thôi, thì các bạn để mẫu AX8 này. Đấy. Cái dòng âm ly này nó không kén loa các bạn, nó đánh rất dễ để kép loa. Những cái dòng loa bass 25, 27 đánh thì cực kỳ tốt với cái mức trở kháng này A cộng B thì là 12 ohm trở lên, còn đánh cầu A, tức đánh một cặp A hoặc cặp cầu A hoặc cầu B, tức đánh một cặp của cầu A ấy, thì sẽ trở kháng theo là 6 ohm trở lên, 6 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 16 ohm đấy. Và đây, dòng Yamaha AX8 này thì sẽ hỗ trợ giả lập, tức là sẽ có 5 kênh stereo các bác nhé, 5 kênh, tức là tất cả các kênh như là center này, các cái loa phủ nó sẽ đánh xịt té hết. Đấy, đây là một cơm ly các bác có thể ghép đến 5 chiếc loa các bác nhé, một cặp cầu A này, một chiếc center và một cặp loa phụ nữa, nó sẽ đánh 5 cái xịt té. Đấy. Và đặc biệt cái dòng này các bác có thể tận dụng tiêm ly AX8 này sẽ là một đầu giải mã 24 bit, chính là cái đường play output này. Đấy. Đường main này, MIN này, cái đường này chính là cái đường xuất tín hiệu sang cục đẩy hay là âm ly khác, thiết bị âm thanh khác. Đấy, nên tín hiệu sẽ xuất ra, trích xuất từ những cái đường giải mã quang này hay các cái đường analog này, nó sẽ xuất hết ra cái đường cổng main này để các bác kết nối với đẩy và hay âm ly khác. Và đặc biệt hơn nữa, cái đường out này các bác, khi các bác kết nối với đẩy ấy, thì cái đường này nó sẽ lấy mạch âm sắc, bass check và chế độ tăng sub bass, cả volume nó sẽ ăn theo cái đường main này. Như vậy các bác có thể chỉnh lấy cái đường này, các bác chỉnh được cái chất lượng âm thanh của cái cục đẩy nhà mình. Đấy, cực kỳ hay trên cái dòng Yamaha được sản xuất lắp ráp tại thị trường Malaysia, điện 100V, công suất 230W. Đấy. Cái đường main này, nhà các bác nào có bộ karaoke mà dùng đẩy ấy, thì các bác có thể tận dụng thêm một cái âm Yamaha nữa là một cái đầu rẻ mã Playout nằm DAC DAC đấy. Đấy. Thì rất là ok luôn để cho các bác vừa nghe nhạc vừa hát hò karaoke rất tốt trên cái âm ly AX8 này. Và đây sẽ hỗ trợ đến 1, 2, 3, 4 cổng quang kết nối, và đây em sẽ kết nối với cổng DTV LD các bác ạ, thì em sẽ bật cổng này lên, và hiện tại em đang nghe nhạc qua cổng CD. Và dòng này thì FM, tần số FM chỉ đến 90, còn IAM thì bắt được một vài đài, thì em sẽ bật cái IAM lên cho các bác lưu ý là những cái cổng cắm ở đây này, CD này hoặc cái cổng CDR thì các bác cắm cổng in này. Đấy. Hoặc cổng MD Tape thì các bác cắm cổng in này, hoặc bên này có cổng DVD này. Đấy, các cổng analog các bác cắm cổng nào thì tĩa bật cái mũi tên ở trên âm ly như thế. Âm ly những cái dòng này thì vẫn thiết kế cho các bác là một cổng hỗ trợ, cổng xúc điện để các bác hát karaoke tăng thêm cái giải trầm nữa. Đấy. Nhưng mà em thấy cái cổng main này, cái cổng rất là hay, nó ăn theo cái chế độ bass check volume. Đấy. Ghép với đẩy quá phê luôn các bạn ạ. Cái dòng này nó cho tiếng bass rất nhiều. Đấy. Bass check lên rất tốt luôn. Đấy các bác, em đang cắm cổng CD. Đấy, thì bây giờ là sử mà muốn nghe giải mã qua cổng em cắm cổng DTV thì các bác ấn input ở đây. Đấy, khi mũi tên này nó ra trên cổng DTV là được này. Đấy. Trên màn hình nó sẽ hiện chữ
DTV-LD. Đây, DTV-LD Auto xác nhận cổng PCM, cổng rẻ mã 24bit trên âm ly. Đấy. Còn đây là tuner F tần số IAM này. Đấy. Đấy, người con mà có hiếu với cha mẹ là phải những người có đạo đức. Còn nói về cuộc sống và gia đình tôi thì nói thật với chương trình là đây là bắt đài hai am thôi, FM tần số 90. Đây nó sẽ đánh hai cầu loa AB và A cộng B. Đây mặc cầu A. Các bác kết nối với loa cầu B thì bật cầu B lên. Đấy. Cầu A thì bật cầu A và một chế độ bass action. Đấy. Ở đây cái cổng direct này các bác lưu ý giúp em là một số bác mua âm ly nhưng mà hỏi bảo sao chỉnh bắt chắc nó chẳng có ăn ý thì chẳng có tác dụng gì hay như thế nào thì bác lưu ý cái phần chữ direct này. Rất là nhiều bác cái tiện tay chẳng may ấn vào đây thì bắt chắc lúc đấy nó vô hiệu hóa hết rồi, nó đánh mộc đấy, nó đánh mộc âm thanh mộc, nó không có mạch âm sắc nữa. Đấy, các bác phải lưu ý cái chỗ này và các bác nhả ra. Đây nó có chế độ này, ấn vào thì nó on, còn nhả ra thì nó off này. Đấy, nhả ra tắt đi thì bắt chắc lúc đấy sẽ có tác dụng. Đây cái nắp cốp này. Cái chế độ effect là cái chế độ tắt nghe nhạc stereo trên cái âm ly này. Đấy. Vẫn hỗ trợ thêm một cổng phía trước này, video out và một cổng quang phía trước này. Đấy. Bạo giải bát thì các bác chỉ để cái chế độ này thôi, nếu mà chỉ cần quá lên một tí thôi cái bát nó đánh cực kỳ sâu các bạn. Đấy. Và đây là nội thất bên trong của âm ly với nguồn lớn này, 15 cân thì nguồn sẽ to rồi. Đấy. Hai cái là tụ lọc nguồn rất lớn này. Đấy. Trong này nó sẽ đánh 2, 4, 6, 8, 10 con sò than. Đấy. Và đây sẽ có rất nhiều các cái tụ vàng dòng của thương hiệu Nichicon này. Đấy. Cái vỉ rẻ mã nó sẽ nằm ở trong cái hộp nhôm này các bạn. Đây, cái hộp nhôm này rẻ mã 24 bit này, nó bọc ở trong cái hộp nhôm kín đáo này. Đấy. Tụ toàn dòng tụ vàng thì là của Nichicon, còn ngay cái đến cái tụ bé tí này các bạn, hãng có dùng Ella danh tiếng này. Đấy, đây tụ bé tí này, toàn Ella hết này. Đấy. Nội thất các bác thì cứ yên tâm 100% là bao zin cho các bác. Và âm ly này có kích thước và mức giá là chiều ngang 43,5, chiều cao 17 và chiều sâu 42. Giá vẫn bán bình ổn cho các bác với cái mức giá là 3 triệu đồng. Và đi kèm đấy là một cái điều khiển để các bác tiện dùng hơn với cái âm ly Yamaha này. Đấy. Điều khiển này thì có một cái rất thiệt thòi, đó là cái phím tắt mở các bạn nó không ăn. Đấy, ấn tắt mở nó không tắt mở được. Cái này là do khiển thôi, đây là không phải khiển zin theo mà theo cái đầu cái âm ly Yamaha này cả. Đây là một trong những cái dòng khiển lô ấy, gọi là có để tiện cho các bác sử dụng thôi. Đấy. Đây các cái chế độ như là đây đấy, bật tắt chế độ CD rồi các bác cắm cổng nào thì bật trên này thôi, cổng VAUX thì cổng phía trước rồi, DVD đằng sau, CD cũng vậy, DTV cổng cắm sẽ mã quang từ Smart TV, Digital TV, đấy mute chế độ ngắt loa tạm thời. Đấy. Chứ những cái dòng âm ly như thế này về hàng bãi các bạn chẳng bao giờ có khi có khiển kèm theo. Bởi em nhập có đến cả hàng vài trăm cái âm ly nhưng mà chẳng bao giờ có cái khiển nào kèm theo các bạn. Đấy là một điều mà hầu như shop nào cũng phải chấp nhận cái đại cảnh đấy. Những cái shop mà có cái điều khiển zin ấy thường là những hàng đấu giá giá rất là cao các bạn. Đấy. Hàng có khiển zin ấy đấu giá giá cao lắm. Đấy. Còn những hàng bãi về thì hầu như tỷ lệ đến 99% không có khiển zin theo đầu. Đấy. Mà có khiển nhiều khi có con khiển nó về theo máy ấy, thì cũng khi han gì tuyết hỏng hết rồi các bạn, nó cũng gần như chẳng dùng được. Ở đây những cái khiển bọn em mua lô thì nó nhìn nó cũng đẹp, thứ hai là nó cũng dùng được chứ không phải là nó không dùng được. Đấy, đấy các bác cứ yên tâm dùng, giá thành em vẫn bạn bình ổn cho các bác với giá 3 triệu đồng với một âm ly mặt hình thức mặt tiền rất đẹp luôn các bạn. Đấy. Mặt nhôm màu vàng chanh.
mà có cái tai nghe xịn xịn thì các bác có thể cảm nhận được tiếng bát nó đánh như một cái súp luôn các bạn. Bát dòng máy rất khủng luôn. Rồi, với mức giá 3 triệu đồng kèm khiển và không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Và các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22525. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.